Ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh vừa bắt Lê Nguyễn, 28 tuổi và Võ Hữu Nhân, 34 tuổi, cùng ngụ quận 8 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, 2 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023, cô gái trẻ đang ngồi uống nước cùng bạn trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và sử dụng điện thoại iPhone 15 Pro Max. Lúc này, hai nam thanh niên đi qua và dừng lại. Một người đi bộ tới giật điện thoại của cô gái rồi nhanh chóng lên xe cùng đồng phạm tẩu thoát. Công an huyện Bình Chánh giao Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với phòng PC02 khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Đến ngày 1 tháng 1, các đơn vị phối hợp phát hiện Nguyễn và Nhân nên bắt giữ. Nhân khai không có tiền tiêu xài nên rủ Nguyễn đi cướp giật tài sản. Nhân đã từng 3 lần đi tù vì cướp giật tài sản.